Vâng, có Summer, cho Son, Kata và Summer. Còn ở phía bên này có Minwan. Vâng, lưng chừng. Có Pamiran. Anh Linda cũng không tin lắm đâu. Có cho Son nữa. Và có Kata nữa. Tôi chết rồi. Như vậy là đúng là và lớp hồ cũng là có cơ sở. Đây là trận thi đấu mà có tới tận 2, 4. Như vậy là 5 chém ở trong trận thi đấu này. Vâng, căng cò, vô cùng căng. Khi mà thôi rồi, theo dõi anh Linda. Và mọi hy vọng ở trong trận thi đấu này dành cho fan của BB và đồng đồng bọn. Tập trung khá nhiều vào tay anh Linda trong trận thi đấu này. Tập trung rất nhiều. Vâng, anh Linda đã có một bầy hươu đầu tiên được đưa về nhà chính, một bầy hươu 4 con. Một vâng, bãi vàng ở phía dưới cánh rừng. Nhưng tôi cần những con voi và những bãi cỏ phụ. Cần những con voi. Nó ở đâu? Hoặc là ít nhất là một bầy hươu sát rừng. Để anh Linda. Vâng, ngày hôm nay thì anh Linda tôi có cảm giác như anh đang đánh rơi phong độ. Căng lắm. Chưa biết được nào mà lần. Alo, và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu thôi. Rất gần với nhà của game thủ M7. M7 là người cầm Kata do game thủ E cầm. Pan rất gần Kata. Pan 19 ông dân. Sao mà bài cứ đồ ăn cứ liều tiểu này mà anh cứ sóc dân làm gì, sóc lắm đấy không biết. Bên kia cho Son, Kata, Summer. Vậy hai Summer. Rất khó đánh chém mà gặp Summer rất rất khó chịu. Ấy đừng. Đánh nó phải lịch sự. Đây là màn hình máy của game thủ BB cũng 2-3 ông dân thôi. Ui lên xong rồi này. Đây BM này. Và đây BL này. Một trận có lẽ lại kích 9 đến từ game thủ BB. Và hai đầu cánh BB đã kích 9 rồi. Anh Linda này có lẽ là còn lâu mới kích được 9. Ít nhất phải sáng 10 rưỡi. Tầm đấy. Đây là màn hình máy của game thủ Chipboy cầm Minoan 26 nông dân. Thế còn nô một thì sao? 25 nông dân cho Son cũng dâng lờ. Một bài đánh tốc váy, đánh theo kiểu tốc váy. Và tiếp tục đến màn hình máy game thủ BB. Rồi S được xem như là đẹp. Bãi quả phụ ở phía trên nữa. Nhưng bãi quả phụ này rất có khả năng bị ngựa giò đối phương phát hiện. Hơi căng. Đây là lờ tiếp theo. Gặp nhà game thủ màu 5 luôn. Màu 5 do game thủ Văn Lớp cầm Summer. Bỏ qua luôn. Lát nữa tính sau. Đi vòng một tơn.
Như thường lệ, Van Love lại là người quay ruộng. Và với một bài Summer quay ruộng, rất khó lòng để mà chết. Nếu kín được nhà, rất khó lòng để mà chết. Bom. Vâng, nhưng không giải quyết được nhiều điều. Van Love cũng đã lên bà xong. Và Van Love đang hô quýt, mà không biết là có quýt hay không. Tơn đầu tiên đi luôn. Nhà của đối thủ Van Love vẫn đang còn hở khá nhiều. Đôi lạc đà đầu tiên sẽ sang đây. Sẽ sang đây sớm thôi. Ui giời, cái ruộng. Ái rồi, ái rồi, ái rồi. Đây, 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 vào trong, vào trong. Một con vào ruộng. Xin anh cho một con vào ruộng. Không được. Như vậy một con vẫn vào được bãi gỗ. Và con tiếp theo thì ăn được con cung tê và sau đó thì không thể lọt được vào phía trong. Kìa, vẫn còn. Đã có bánh xe đến từ thủ Van Lớp. Nhưng Van Lớp đây là một bài yếu, không khỏe. Những con lạc đà của đối thủ BB đang làm mưa và làm gió. Làm do và làm mứa. Chạy, đúng rồi. Chết một con giò, nhưng nổ đế, nổ đế, nổ, nổ. Không. Vẫn không nổ. Đắng mề. Rất đắng mề. Màn hình máy game thủ nô 1 chơi vào nhà của game thủ màu 6. Màu 6 là người cầm cho son. Hai cho son gặp nhau. Màn hình máy của game thủ Chiboy. Ở đây là anh Linda. Bị dummy luôn. Rất khó chịu với một bài dummy vào nhà Pan. Amiran không thủ phủ, gỗ nhiều không thủ phủ. Rồi chốt đè. Thôi chém vào đây làm cái gì à anh khổ. Phí lạc đà ra. Lại mất dần, chưa bánh xe. Thực nhiều không lên bánh xe, khổ. Không sóc lạc đà, không thủ P, không bánh xe. Chế độ tù gọi là mắc binh. Màn hình máy của đối thủ nô 1 bị mất nửa chém, chắc chắn là như vậy rồi. Màn hình máy của đối thủ BB thôi. Tham lai 30. Ăn được ván lớp hay không? Đang chờ xem. Như vậy là cũng không ăn được ván lớp. Lại chém thủ. Bốn mươi ba đến từ thủ Chiboy. Bắt đầu bị cung R thủ màu 8 đây. Màu 8 là người cầm Samurian và bắt đầu đẩy. Thế như vậy là Kata của thủ He ở đâu? Xem anh Linda xem nào. Mình thực sự là nó rất tù, chứ không muốn xem anh Linda làm gì nữa. Ngày hôm nay thì khuyết hẳn đến một cái vị trí rồi. Vâng, bắt được con Y. Cùng tiếp tục quay trở lại. Úi giời ơi. Ồ, vẫn chết con phù. Màn hình máy của game thủ No 1 Tham Lai vẫn 3 xịt. Màn hình máy của game thủ bây giờ BB Tham Lai 37 kìa. Khiếp hồn nhỉ. Vâng, cũng ghê đấy. Cũng ghê đấy. Không cho game thủ, không cho game thủ Van Lớp đẩy quân ra quá xa. Cứ để Chiboy solo. Vâng, cứ để Chiboy solo với game thủ 18 cái đã. Còn nếu mà Chiboy mà không solo được thì thôi. Thôi thôi thôi. Có lẽ đêm chịu. Đơn giản là vì BB đã làm quá tốt nhà đầu cánh rồi. Để ông thủ Chiboy có thời gian lên cung A. Mà để cho méo méo cầm cung A, để méo méo cầm cung R mà còn đập chết nữa thì đúng là chịu. Và nó resize rồi. Tốt quá. Vâng, hồ quýt chán chê xong tự resize. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu chung kết tiếp theo của BB và đồng bọn trong C đấu thứ tư. Ngay sau đây thôi. Nhanh tay và lĩnh ngay giải thưởng.